đề. Đây là anh chị bây giờ tôi đọc luôn, đây là các cái hoạt động cao này. Đấy. Rồi đây là các cái hoạt động cộng đồng này. Rồi đây là mối quan hệ với gia đình. Rồi đây là bạn bè đồng nghiệp. Rồi kia là tôn giáo tín ngưỡng. Rồi kia là các cái sở thích. Rồi kia là các cái kế hoạch trong tương lai dự án. Đấy. Những cái thứ công việc và cuộc sống nó nằm trong cái miếng bánh này, nó có 8 phần, đôi, 4, 6, 8, 8 bước, có 8 phần. Thế thì phần nào nó cũng quan trọng, nhưng mà có những thứ anh chị để ý là mình quên. Mà hôm rồi đi tôi nghe con này tôi thấy giật mình. Các chị ở đây để thấy có sự tôn giáo tín ngưỡng. Rồi đây là hoạt động cộng đồng. Đúng không? Mình chỉ quan tâm này, à, sở thích, thích gì, đúng không? Thích nhậu, thích du lịch, thích khám phá, thích có bạn gái xinh, vân vân. Rồi dự án, các anh chị đang rất trân trọng về các dự án. Công việc, có những người quên thế này, có những người quên cả chăm sóc bản thân, cứ làm bây giờ phải lăn ra ngủ, ngủ xong sáng mai dậy đi làm, xong ngủ xong lại làm, vào cái buồn như thế mà quên thế này, quên cả một ngày dành 30 phút để chăm sóc cái bản thân. Chăm sóc cái phần bản thân không phải make up đâu nhé, chăm sóc bản thân là tập thể dục, hoạt động cộng đồng cũng quên luôn. Thời buổi bây giờ càng công nghệ cao, càng cái mạng xã hội nó càng phát triển thì cái hoạt động cộng đồng nó càng ít hiện hữu. Vân vân đi họp tổ dân phố hay đi tham gia cái chương trình của phường, của xã, của đội đã phát động, hoặc là ngay hoạt động công ty phát động được nhiều người cũng ngại. Vâng, ở công ty không tham gia, ở nhà thì càng không. Thế cái hoạt động này dần dần biến mất. Ngày xưa là nhiều lắm, ngày xưa tôi thấy bố mẹ tôi, rồi đến tôi cái thời là trước cải cách, trước năm 85 ấy, thì là cái gì cộng đồng, làm thịt lợn, đúng không, thịt lợn cộng đồng, rồi đi đắp đê, đi học là tôi phải đi đắp đê. Một ngày ngoài Bắc có nhiều cây thủy lợn cũng phải đi đắp, rồi con đê đều đi quét trường, tất tần tật, rất nhiều những hoạt động cộng đồng. Cộng đồng cứ là công ích. Tôn giáo tín ngưỡng hay không? Tôn giáo tín ngưỡng thì có một trong cái đoàn này có một cái đạo hồi, đạo hồi Islam ấy. Thì người ta mới hỏi cô hướng dẫn viên ấy, thế cô theo đạo gì? Thế cô này quen miệng đi bảo anh chị hay khai với mình là tôn giáo không ạ? Thế nó mới bảo là nếu mà mày tôn giáo không thì về không đi mày, tất cả toàn về. Thì tôn giáo tín ngưỡng nó quan trọng như vậy. Thế xong cô này bị sáng ý ra bảo, ôi, tao theo đạo ông bà. Nó sáng tạo ra đạo ông bà. Bởi vì khi mà con người mà không có tôn giáo, người ta không tin vào gì, thì người ta rất mục tiêu, người ta... Bởi vì người ta không có tôn giáo. Anh chị nếu mà anh chị đã đọc về các cái tôn giáo, hoặc là nghe về các tôn giáo, thì cái thuyết của tôn giáo rất là tuyệt vời. Những cái điều gian trong đấy nó chủ yếu là về đạo đức, về những nguyên tắc. Còn nếu con người mà không có tôn giáo, không có những nguyên tắc đạo đức đấy, thì người ta có thể làm cái gì người ta thích. Mà con người thích thì toàn thích những cái thứ nguy hiểm, toàn thích những cái thứ mà không ai lường trước được. Thế thì tôn giáo cũng là một cái phần trong cái đáng như mạch này. Thế các anh chị cân bằng, tức là mình phải tranh
một cái khoảng thời gian nhất định, một cái thời gian rồi công sức rồi tài chính rồi nguồn lực để mình cho những hoạt động này. Sang cái phần thứ hai tôi muốn trao đổi với anh chị là thế mình đã đạt được, anh chị ở đây đã đạt được, đang ở đâu đúng không, mình đạt được cái cân bằng này chưa? Thế như vậy tôi mới đề nghị anh chị là cách điện thoại đấy, người đài điện thoại giám đốc có gọi ok. Nếu như mà mình không phân bổ được cái thời, bởi vì thời gian hôm nay là mình đi học rồi. Cái này là cũng là một trong những cái yêu cầu anh chị, nếu mà khi mà anh chị đọc trên báo hoặc anh chị sửa trên báo là sẽ thấy có một cái doanh nhân người Việt gốc Việt Kiều Canada là tập đoàn Mỹ Lan, đấy là chú Mỹ hơn 60 tuổi đấy, thì cái lớp học của chú còn đặc biệt hơn, lớp học đứng đấy, lớp học không ghế. Thứ hai là tất cả các cái thiết bị là bỏ máy không có điện, bị điện thoại rồi các thứ là điện thoại đấy. Bởi vì ông lấy lý do là nếu như mà các anh chị cứ ngồi đây mà các anh chị làm việc khác thì tôi làm lãng phí thời gian của anh chị. Nếu các anh chị đã tham gia, còn nếu không tham gia thì cũng được, bởi vì lớp học này cũng bắt buộc các anh chị có thể tùy ý tham gia, tùy thích tham gia. Còn nếu mà các anh chị tham gia các anh chị làm việc khác thì tôi vô tình đang làm lãng phí thời gian của anh chị, không tốt, không hiệu quả. Đấy là một cái ý mình chia sẻ với anh chị tại sao như vậy. Thì cái ông Việt Kiều ông Mỹ đây thì là 60 tuổi còn sáng tạo, đến nhà máy của ông ấy thì nó như một nhà máy ở Mỹ. Không, mình không tưởng tượng được Trà Vinh, một cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cái nguồn nhân lực là ít, rồi là cái giao thông hạ tầng nói chung khu vực đồng bằng sông Cửu Long ít được sự quan tâm đầu tư mạnh về hạ tầng. Thế nhưng mà lại có một cái nhà máy như thế, và nhà máy đấy ông ấy có hàng trăm sáng chế bản quyền ở trên thế giới mà rất lớn tuổi rồi, hơn 60 tuổi rồi nhưng mà vẫn rất là nhiệt huyết. Đến công ty thì các anh chị sẽ không nhìn thấy cái hình con lên là bạn có, mà đúng như tôi chia sẻ các anh chị, ông cũng một vai và ông mặc quần áo như thế. Đến trụ sở tôi làm việc là tại cái nhà ăn của ông công ty mặc quần xòe nhưng mà rất nhiệt tình, toàn đến thì rất nhiệt tình, tức là người ta rất tôn trọng khi người ta đại diện tiếp mình thì rất tôn trọng. Đến được hẹn được mình với ông là cực kỳ khó. Tôi muốn đăng ký một lớp đào tạo do cái đào tạo tại cơ quan thôi, nhưng mà đăng ký mãi chưa được, đăng ký lịch rất là khó. Anh chị nếu mà sờ trên mạng thấy rất nhiều, ông là một trong 10 người Việt Nam được đặc cách mời về nước hai quốc tịch để trong cái chương trình mà chào đón doanh nhân Việt Kiều và trí thức về đóng góp xây dựng đất nước. Ông đấy là ông Vượng này, tịch Masan này, Việt Z này, vân vân, một số các cái đại gia đang sở hữu cái tập đoàn đó luôn. Thế thì bây giờ đến cái phần khảo sát, bạn đã đạt được cái cân bằng này chưa? Thế thì việc các anh chị mà không dùng điện thoại trong cái lớp học này là cũng là một yếu tố là các anh chị đạt được cân bằng rồi. Mình làm cái việc gì rời hẳn cái khác.